Vâng, em tiếp tục xả kho tiếp nhá. Và các con này em bán, cũng xin nói luôn với các bác là có những con ở đây là em bán là thanh lý xác, có những con là em bán mù, các bác về các bác tự cho kiểm tra nhá. Tự chúng ta kiểm tra nhá. Ở đây có cả một đôi loa DMX hàng bãi của thương hiệu của Ý nhá. Và ở trên này thì có mấy cái loa với lại mấy cái thớt lẻ này. Em quay ở đây các bác tự chúng ta xem mà tự chúng ta chốt nhá. Ừ, cái nào này cái đấy nhá. Ngoài cùng đây là một con non nóc này. Non nóc nhá. Của ADZ thì đấy. S mã là con SRB400. Đấy. Nó 3 đường tiếng nhá. Nó 3 đường tiếng như hình. Đấy, được chưa? Non nóc. Đấy, thì con này là có chiều ngang đôi này. Nó khoảng 2 em đo bằng các tay đấy nhá, nó không chính xác 100% đâu nhưng mà nó sẽ cũng được khoảng 90-92%. 90% là đúng đấy, nhà đôi này. Với 3 ở đây là với 10 ở đây là khoảng 30 cm chiều ngang này, chiều sâu khoảng 21-22 này. Cao nó cỡ khoảng tầm 10 12-13 nhá. AZ này. Con này em bán nó mù, các bác về các bác lấy đồ nhá. Đấy. 290.000. Đấy. Tiếp ở bên đây là có một cái con CD của Kenwood này. Nhá. CD Kenwood. TP7i nhá, TP7i. À, con này thì nó về nó mất cái quắc ở đây này. Mất cái mặt trục quắc về đây, nó còn mất một cái đúng nút ở đây à, nhá. Em bán về các bác lấy xác lấy đồ nhá. DB7 hiểu Kenwood đấy. Con 7 Kenwood này thì là các bác biết rồi đấy à, cả một bộ dàn của nó bây giờ phải tầm 9 triệu hoặc 10 triệu đấy. Cái nhiều khi mà cái xi nó chết nó bán nó đi bị giảm giá rất là nhiều. Nên là các em thợ mà có những con này về để gọi là là lấy linh kiện để thay sang thì là có khi cứu được cả bộ dàn là 8-9 triệu 10 triệu luôn nhé. Đấy thì con 7i này em bán là 250.000 nhé. Em muốn xin nói luôn tất cả những con này là em bán là bán tù mù, không bao sống chết gì cả nhé. Bán này chủ yếu là lấy xác nhé. Đấy, tiếp ở dưới này. Đấy, con này là một con CD của Bioner. Đấy, CD của Bioner nhé. Dòng X750, X790 gì đấy. Đấy. Cái mặt nó đang hơi bung ra như này. Đấy. Nha. Đấy. Đấy. Cáp kiếc mấy cả dây cắm nguồn vẫn còn nhé. Bioner X750 CD nhá, bán xác về các bác lấy đồ. Đấy con này thì 390 nhá. 390 CD. Con này là CD hai cửa đĩa nhá, hai cửa đĩa. Đấy. Một trên một dưới nhá. 390.000 đồng. Đấy. Ở dưới đây là một cặp loa bát 25 của DMX, có mã là con DS, con này con KS10 nhé, KS10. Con này là nó nhà em bán trước là toàn 5,5 triệu đấy, nhưng mà thôi hôm nay bán thanh lý luôn nhé, bán thanh lý luôn là đi 3,9 triệu nhá, 5,5 triệu thôi bán 3,9 triệu thôi. 3,9 triệu các bác về các bác làm gì các bác làm nhé. Bát 25 nhé, công suất của một loa là 200W, trở kháng 8 ohm nhé. Con này thì là bây giờ em nghỉ bán karaoke nên bán thanh lý thôi, chứ còn bình thường là những con này không có giá đấy đâu. Những con này toàn 5,5 triệu 6 triệu cả đấy nhá. Bát 25 như cái S10 nó full, nó full bát 25 đấy. Thôi bán cái này là anh em thợ về là cắm kiểm tra nhá. Thường cái bao này nó sống hết thôi, nó ít khi nó bị chết lắm nhá. Thôi cái này em bán nhanh luôn, bán tù mù bán nhanh luôn là 3,9 triệu nhá. Còn nếu để em kiểm tra lên tiếng là 5,5 triệu đấy, thế cho nó dễ hiểu được chưa. Con này thì chiều ngang của đôi này nó khoảng 30 cm chiều ngang này, sâu đôi này 30 này, và cao khoảng đôi 50 cm chiều cao nhá. Đấy, dòng nó bắt 25 là kiểm âm của DMX. Đấy. Con này thì cái tép của nó là made in Italia luôn. Đấy, rất là khủng khiếp nhá. Nói chung đây là hàng bãi của bọn Ý DMX nhá. Đấy, thì con này là em bán 3,9 triệu này. Đấy, tiếp đây có con súp nhá. Con súp này là súp của Onkyo này. Onkyo nhá. Đấy. Con này thì nó vẫn lên điện bình thường. Đấy, nhưng mà có điều là đây nó về là các cái góc cạnh nó không được đẹp lắm thôi. Đấy, với ở dưới đây nó hơi bị ấy một tí này. Đấy, em bán thanh lý cho các bác thợ về chúng ta ấy lại nhá, cho nó đẹp, tu tát lại nhá.
tình trạng nó như thế này. Con này thì em kiểm tra là vẫn sống nhá. Con này là vẫn sống bình thường luôn đấy, nhưng mà đợt hôm trước để ngoài, trời hôm qua nó mưa nên là các bạn để ngoài nó bị hơi tí nước vào đây, nó hơi bị ấy một tí, thôi bán xả luôn đi nhá. Bình thường những con này toàn 2,5 triệu, 2,6 triệu đấy, thôi em bán con này lỗ luôn nhá, bán lỗ luôn nhá, 990.000. Bạn nào mua liên hệ nhá. Đây các bạn nhìn nhá, điện vẫn có vào bình thường này, đèn vẫn lên bình thường, các bạn thấy không ạ? Đây nhé. Đấy. 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 Đèn vẫn sáng nhá. Cái nút này nó hơi kẹt tí, các bác về, các bác nhớ nhá, các bác về căn chỉnh lại nhá. Đấy. Ok nhá. Con này là con non cua SNR70 nhá, 990.000. Đấy, chiều ngang 20. Đấy. Sâu đôi. Đấy, 30. Đấy, cao là đôi 4. Gần 60 cm nhá. Đấy, loa súp nó đánh mặt như này. Súp gầm, súp gầm thoát hơi ở mặt nhá. SNR9 nhá. Đấy. 990.000 để bán thanh lý nhá. Và cuối cùng là có một con âm ly của bọn Bioner X7 X830 nhá. Đấy, rất là cao luôn. Con này thì mất chùm bao đùm đây rồi. Dây nó cắt anh em cũng chưa thử nhá. Đây, dây nó cắt nên chưa thử. Đấy, chiều ngang của máy đôi khoảng 36 nhá. Sâu đôi khoảng 30. Đấy, và cao khoảng tầm 15-16 nhá. Âm ly giống như hình. Đấy. Bán xác các bác về lấy đồ, hoặc là các bác về cắm và kiểm tra mà nó lên tiếng thì các bác dùng luôn nhá. Còn nếu không lên tiếng thì kiểm tra xem nó bị hỏng cái gì sửa nhá. X830 Bioner. Nhà con này có cả giải mã quang CD này nhá. Đấy, con này em bán 490 về lấy xác nhá. Đấy. Thì đấy là những cái con hôm nay em quay lên. Thì bác nào lấy con nào trong các con này thì các bác liên hệ cho bên em nhá. Số điện thoại liên hệ là 0966594581 hoặc là 0979989 1682. Đấy, thì bác nào lấy cái gì các bác lấy nhá. Đấy. Ok, tất cả những cái con này em bán là không bảo hành, bỏ tỏi nhá, không bao sống chết gì nhá. Đấy, ok. Em xin chào các bác và xin gặp lại các bác ở những video tiếp theo của bên em nhá. Vâng.